Lãnh đạo Việt Nam hô đổi mới nhiều bao nhiêu thì cán bộ đi giật lùa lại nhiều bấy nhiêu. Đảng chỉ đạo phải tuyệt đối kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và trung thành với Đảng thì lại càng có nhiều đảng viên tự diễn biến và tự chuyển hóa bỏ Đảng. Đội bầu cử tự do và dân chủ nhân quyền. Và khi Đảng phát động phong trào toàn dân toàn Đảng phải học tập và làm việc theo tư tưởng đạo đức phong cách của ông Hồ Chí Minh thì nhiều người đứng đầu chỉ muốn thực hiện chỉ thị hình thức chiếu lệ theo lời của ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng theo báo Nhân dân vào ngày 16 tháng 5 năm 2018 vừa qua. Người chịu trách nhiệm trực tiếp việc học theo bác, có nghĩa là theo ông Hồ Chí Minh đó, là ông trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thì lại xác nhận vẫn còn tình trạng làm qua lo, đối phó chưa được sự cầu thị, bệnh thành tích, bệnh hình thức ở nhiều nơi, một bộ phận cán bộ đảng viên, trong đó có những người đứng đầu thậm chí có cả cán bộ đảng viên nắm giữ những chức vụ cao trong cơ quan đảng, nhà nước còn thiếu tự giác, chưa thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của ông hồ, thiếu tu dưỡng rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt, vi phạm các quy định của đảng và pháp luật. Tuần thuật của báo Việt Nam Net ngày 16 tháng 5 năm 2018, sinh viên, học sinh từ trường đạo đức đến trường nhà nước, điều chán đến tận mang tay môn học lịch sử đảng và chủ nghĩa mắc lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lý do chán vì nội dung toàn nói hay cho đảng hoặc sặc mùi tuyên truyền nhưng vẫn phải học vì là môn bắt buộc. Kính thưa quý vị, nhưng tại sao lại lung tung xòe như thế? Vào lúc bộ chính trị, ban bí thư, ban tổ chức trung ương và hội đồng lý luận trung ương họp bàn các văn kiện sẽ trình ra hai hội nghị Trung ương 8 và 9 để nhằm chuẩn bị cho tài liệu tổ chức Đại hội Đảng 13 dự trừ vào đầu năm 2021. Lý do vì khi phải học lời bác dặn cần kiệm liêm chính chí công vô tư thì lãnh đạo lại tham lam độc tài và coi đó là chuyện của người khác và của kẻ thừa hành nên cả nước không thèm nghe theo. Thứ đến là khi phải nghe đảng khoan hò mãi chuyện quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà chẳng biết bao giờ mới tới để xem mặt mũi nó ra sao nên ai cũng nản. Bằng chứng là ông tổng bí thư đảng cộng sản là ông Nguyễn Phú Trọng đã nói đổi mới chỉ là một giai đoạn còn xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa trích từ báo Tuổi trẻ ngày 23 tháng 10 năm 2013 như vậy thì hiện chi mà nhiều đảng viên và người dân không còn muốn liên hệ máu thịt vì với đảng nữa. Họ đã tự diễn biến và tự chuyển hóa để thoát ly khỏi sai lầm của lãnh đạo cứ muốn tiếp tục duy trì chế độ Cộng sản. Dù nó đã bị nhân dân nước Nga, thủ phủ của thế giới Cộng sản và nhân dân các nước Đông Âu vứt vào thùng rác vào những năm 1989 cho đến 1991. Ngày nay trên toàn thế giới thì chỉ còn lại có bốn nước độc tài Cộng sản duy trì chủ nghĩa Cộng sản gồm có Trung Hoa, Việt Nam, Cuba và Bắc Hàn. Trong khi tuyệt đại đa số nhân loại của 7.6 tỷ người đã xa lánh nó như tránh một thứ vi trùng độc hại. Một đài tưởng niệm 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản, kể cả ở Việt Nam, đã được Tổng thống Hoa Kỳ John W. Bush khánh thành tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 12 tháng 6 năm 2007 là bằng chứng khác của sự lầm lạc của đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, chiêu bài chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc hay Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ trương đổi mới từ năm 1986 chẳng qua là chỉ một tấm bình phong để mà che đậy của một nhà nước độc tài, một chế độ độc đảng, phản dân chủ. Do đó, những nhà tư tưởng cộng sản giáo điều và bảo thủ của Việt Nam đã từ lâu đề cao chủ trương đổi mới nhưng không đổi màu và hội nhập mà không hòa tan. Những ai mà đòi đảng đổi mới kinh tế thì phải đổi mới chính trị để dân thật sự làm chủ đất nước, tự quyết định tương lai chính trị của mình. Phải có bầu cử tự do, dân chủ và tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thì liền bị lên án là phản động, phản cách mạng hay còn bị là chụp mũ là tai sai của các thế lực thù nghịch và diễn biến hòa bình do Mỹ giật dây. Những lập luận viễn vong như kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và dân chủ xã hội chủ nghĩa ghi trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa bổ sung và phát triển vào năm 2011 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là những thứ không có trong thực tế và sai lầm từ căn bản. Bằng chứng cho tới nay thì sau 32 năm đổi mới từ năm 1986 Đảng vẫn chưa giải thích được ý nghĩa đích thực của lập luận dở dang, dở đèn làm kinh tế thị trường của tư bản chủ nghĩa mà lại theo định hướng xã hội chủ nghĩa là định hướng như thế nào? Kinh tế thị trường tự do không cần ai sổ mũi kéo đi như kinh tế cộng sản chỉ huy. Vì vậy, đã có nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam phê bình đảng đã ủm ờ đánh lệnh con đen khi nói như thế để che đậy chủ trương làm kinh tế phải do đảng lãnh đạo và nhà nước quản lý một cách rất độc tài. Tiêu biểu với những câu nói độc tài của ông Nguyễn Phú Trọng mới đây tại hội nghị toàn quốc về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày 16 tháng 7 năm 2018 tại Hà Nội ông nói Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân phải đặt trong tổng thể cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, trật tự, quyền hạn gắn liền với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ, chống quan liêu, mệnh lệnh, đồng thời chống tình trạng vô chính phủ lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật. Đó là nguyên văn của ông Trọng. Kính thưa quý vị, nói như ông Trọng thì quyền làm chủ của nhân dân ở các nước tự do có cần phải do đảng cầm quyền lãnh đạo và nhà nước quản lý không mà họ vẫn thượng tôn pháp luật khi thực hiện quyền công dân của mình. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam Lôi hơi mãi vẫn còn cứ ly một chỗ do nhà báo Phạm Trần biên soạn. À, chúng tôi Võ Thành Nhân xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.